Hello tất cả em nha, và chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugi đây, và chào mọi người quay trở lại với cái story mà Bisugi chơi Liên Minh Thoại này. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em chơi thử một con tướng gọi là Garen và Lando. Thật sự là rất là mới lạ ở trong mùa 11 này nha. Zone này chiếm là bị đau đấy. Đồ combo lại quốc thôi em ơi, mình có R mà. Mình Ôi, phải đá chạy một nó lại chết rồi đó. Nó bay lên chơi mình luôn kìa em. Như nào? Khó chịu đấy, nhờ thiêu đốt luôn kìa em ơi. Ôi chết. Em xin lỗi anh ơi. Em đừng mà anh ơi. Em đổ lại vì sao luôn anh ơi. Mình xin nha. Ôi một cú lừa. Tất cả chỉ là một cú lừa rồi em ơi. Tham thì tham thôi. Tính phải đấu biến về rồi mà bạn còn băng trụ bạn chơi mình nữa. Ai ngờ Garen nó trâu gì đâu. Ok thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em test thử con Garen này và lên full tốc đánh ở trong mùa 11 của thử nó mạnh như thế nào nha. Hồi trước là mình cũng đã làm một video gọi là Garen full tốc đánh đó, nhưng mà đó chỉ là ở mùa 10 nè mà. Và cái lối đồ ở mùa 10 với lại là mùa 11 nó sẽ rất là khác nhau. Thì ngày hôm nay mình sẽ lên trước gọi là cái tam hợp nha. Nó cung cấp cho anh em khá là nhiều thứ luôn. Lên trước nó Garen này nó mạnh đi thôi rồi đừng hỏi luôn. Với lại là có một cái meta á, Garen lên tam hợp với lại là lên full dam sắc lực con em ơi, đang rất là mạnh và khá là thịnh hành nha. Nhưng mà Garen nó cũng còn khá là nhiều cái build khác anh em có thể lên, đó chính là tăng nè, dam nè. Mà giờ hầu hết những ai chơi Garen đi top hiện tại đều lên dam cả, chứ rất là ít ai lên tăng nha anh em ơi. Người ta toàn chọn những món thần thoại là món dam nha. Món của mấy thằng như là Yasuo rồi Zone kiểu á, món thần thoại anh em ơi. Giờ lên tăng thì Garen nó phế lắm. Đấy, lên đem xoáy nó mới phê nè. Banh nóc luôn á. Anh em nào xem mà có ý tưởng gì hay hoặc là muốn mình làm cái gì cứ bình luận ở phía dưới nha. Như nào tóc biến rồi nha. Lúc mà ổng bay e lên đấy ơi, mình câm lặng cái ổng không có bay e giờ được luôn. Đấu hài vãi cái đấy à. Anh em chơi với Zone này nhớ canh lúc nào mà nó bay e lên á, mà nó muốn chơi mình á, mình câm lặng cái xong rồi thứ nhất chạy thì chạy luôn, còn hai là quất luôn nha em ơi. Tại vì khi mà quay xong nó e về không được, khó chịu lắm. Chưa đủ tâm hồn em ơi, chắc farm nốt mạng này cái xong rồi về nhà mua tâm hồn luôn, băng trụ được á. Mày không hiểu. Họ mất tiêu nha, mất e luôn nha. Rồi câu được khá là nhiều thứ rồi đó, Thì chơi cái đi top á, anh em sẽ có hai sự lựa chọn. Một á là anh em mang thứ đốt chơi khô máu luôn và snowball. Còn thứ hai á, anh em mang tele nha. Cái này cũng mang được ở nha anh em ơi. Cái này cũng mạnh đó, có R này con. Úi xoài, easy game chưa. Đây chính là sức mạnh của Garen lên dam đó anh em ơi. Dam ảo thôi đừng hỏi luôn. Anh em chơi Garen đi top á, mà nếu mà mang thứ đốt á thì anh em bắt buộc là phải snowball được nha. Còn nếu mà không snowball được á thì mang thứ đốt hay là phế với lại là phí anh em. Ăn xe rồi, ok chạy. Ăn xe chết cũng bán nguyện anh em ơi. Ôi, tưởng cái chinh phục nó hồi máu được nhiều chứ, mà nó hồi máu không nổi luôn á. Nhưng mà làm sao, ăn được thì xe chết cũng mãn nguyện rồi. Chuối kìa. May nè, một trái nè. Quốc này luôn anh em ơi. Này nó hết tóc biến rồi nha, Ok. Chạy dế liền, nãy xin dế lên lên găng mình, giờ mình xuống mình găng lại nó liền anh em ơi. Nó đâu biết mình là mình có tele đâu. Đây là một cái lợi thế khi mà anh em mang tele đó, là nó có thể đi găng hoặc là đi hỗ trợ hoặc là tại bất ngờ á. Có red không ta, có red là quốc red luôn nha. Có con red luôn, mình xin nhẹ red các bạn nha. Thì mình đã lên được cái tam hợp kiếm rồi nha. Một cái món đồ rất là thích hợp cho Garen. Thật sự là nếu như mà mình so sánh giữa mức độ sức mạnh của những món đồ thần thoại cho Garen á, thì cái món đồ tam hợp kiếm này cũng xếp trên hạng mức trung bình anh em ơi, khá là mạnh đó. Piu, piu, xoáy đều. Ôi, xin giao bấm ra con red xong rồi ra lắp. Ra lúc Facebook cái chắc luôn. Mình xin ơi. Có red này giờ thằng Zone chết chứ mình nè. Anh em xem tới hay thì đừng quên để làm like ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là cái chuông để nhận thông báo về những video mình kênh này nha. Đó là động lực rất là lớn cũng như là cái nguồn cảm hứng để mình tiếp tục làm những video và chất lượng gửi tới tất cả anh em đó. Ôi, ông Zone xuống mít rồi. Làm gì thế này. Top không ai đếp nè. Thôi mình xin cái chủ top trước nha em ơi. Chưa tới phút 14 á, ăn tiền chủ khá là nhiều. Cái này bằng cái việc mà mình ăn gọi là
ít nhất là 3 đến 4 mạng luôn á. Nếu như mà mình ăn full stack chủ với lại là ăn cái chủ luôn. Như nào? Solo à? Solo à? Solo à bạn? Cái trận ngày hôm nay mình sẽ nhắc lại là mình sẽ làm gọi là Garen lên full tốc đánh nha, chứ không phải là lên full đam nha nè boy. Còn anh nào muốn làm ý tưởng gì về Garen nữa thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình đang có một ý tưởng gọi là làm Garen dạ kiếm với lại là súng hai tặc đó, bay vào sốc đam cái tàng hình chạy ra tiếp xong rồi vô lạ. Nhưng mà nghĩ nó cũng khá là hài, nhưng mà anh em có đồng ý hay không hoặc là nhiều bình luận làm thì mình mới làm nha. Mình sẽ làm dựa vào ý kiến của tất cả đây mà. Rồi hiện tại đang có là 161 tốc đánh nè, 20% tỷ lệ chí mạng nè. Anh em đừng khinh thường Garen nó tốc đánh nha, tại vì nó xoay e cực kỳ mạnh luôn. Anh em cứ để ý nha, anh em cứ để ý đi, cái e của mình giờ nó xoáy cứ gọi là nát người đấy. Với lại là mình mang cái bản ngọc là chinh phục như đâu mà, cứ không phải là bản ngọc tăng tốc pha hay là bản tăng vậy đó, hay là những bản ngọc khác. Chinh phục mình nghĩ là rất là thích hợp luôn rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi xoài. Trong bụi nha, trong bụi nha. Chạy lẹ, chạy lẹ. Không chạy là tôi quất đó. Đây rồi. Rồi nó về luôn rồi em ơi. Nó biết. Ô, ô, hello motherfucker. Why, what? Ui, mình xoáy gần chết luôn rồi anh em ơi. Cái đó là nó hồi máu luôn á nha. Nó hồi máu từ cái E, nó hồi máu từ cái hồi máu của nó luôn á. Chứ thôi là mình một xoáy cái hơn nửa cây của nó luôn à. Wow. Nhất cái nách liền, nhất cái nách liền. Nên mà xem video này mà chưa chơi Garen á thì nên chơi thử nha. Có người đã từng chơi con tướng Garen này và leo lên mức hạng gọi là thách đấu bên server NA và cả EU nha anh em ơi. Còn bên Hàn Quốc thì mình không biết có thể có ai chơi Garen này lên thách đấu hay không. Nhưng mà Hàn Quốc thì mình không biết. Còn bên Bắc Mỹ với lại là châu Âu á, đã có một người, mỗi server có một người nha anh em ơi, cầm con Garen này bow anh chem lên thách đấu luôn. Còn Hàn Quốc thì mình không có rõ nha. Thực sự là anh em nào mà nói con Garen là yếu hoặc là tù á thì sai nha anh em ơi. Chủ yếu là anh em phải biết chơi con Garen này cũng như là biết combo nó. Ấy, hello. Mình đánh nhanh đến nổ mà nó đặt cái hộp hề rồi mình đánh mất cái hộp hề luôn mà anh em à. Để mình tính và mình canh cái thằng Nili này, nó chạy xuống bóp mình giết nó mà ăn rồi nó chạy cái đường như thế nào mà mình không thấy nó luôn á anh em. Rất là ảo nha. Nó biết luôn rồi. Thôi mình nhờ mua đồ thôi, 1.800 tiền rồi nè. Từ 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 từ, nó không có mắt đúng không? Nó không có mắt anh em ơi. Rồi chừng Nili vào nha, lên đây farm nè. Ăn rồng đi bạn ơi, ăn rồng đi bạn ơi. Đây đây đây, từ anh em ơi. Nó có mắt không ta? À nó vào nó giúp một ly, giúp ly xin rồi. Ui, bạn ơi, bạn làm tốn thời gian tôi quá nhờ. Nó lẽ mình ăn được mạng Lily đó em ơi. Nhưng mà tự nhiên Lee Sin nó dụ hồi nó chạy luôn à. Không có tin được. Hello. Tóc biến rồi em ơi. Tóc biến nha, tóc biến nha. Hoặc là đây. Bé bé. Húi xoài. Ủa, tóc biến nè. Mình mới vừa thấy tóc biến đúng không? Một cái huy chết luôn em, chí mạng. Dù chỉ là 20% thôi nhưng mà nó vẫn có gọi là cái kỳ tích nó xảy ra đó. 20% nếu như mà anh em nào chơi Goni thì cái chỉ số này, cái tỷ lệ nó khá là nhiều đó. Cho mình xin red nha. Ôi, bạn lướt bạn làm gì đó. Bạn vừa làm gì thế lúc ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Phải hắt cái nào tay vàng. Có vẻ ông rết không đây. Đi đường nào, đi đường nào. Đúng rồi, đúng rồi. What? Mình xin gieo này vào ông rết đi chứ. Do này Yesu gì cái kiểu vào ông rết đi chứ. Không ai vào à. Ủa, từ từ này ơi. Nó không vào thì kìa, nó không vào thì kìa. Nó ôi mít, nó bê trụ luôn rồi. Từ mình núp ở đây nè, mình núp ở đây nè. Đấy rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hướng này, hướng này, hướng này, hướng này.
Đâu rồi? Mày chạy bắt ra rồng rồi. Mày là đây. Rồi xong rồi đó. Anh em ơi. Anh em ơi. Ok. Không chết rồi đúng không? Mình còn tê lê nha, mình còn tê lê nha. Đợi tới nha anh em ơi, đợi tới đó anh em ơi. Mình nhà tê lê ra cái nhẹ nào. Ui, thằng Jesu mình chắc chơi đó. Không biết giết nào, giết hai con luôn nhanh nhanh. Tục đánh tiếp nào. Zone này làm gì thế này bạn ơi, bê chủ của tôi à. Mình ba món rồi nha anh em. Một quy nè, một e nè. Ôi. Một quy một e anh em. Giờ mình lên full đúc đánh và lại là full đam mất kê của mình nó xoáy cực kỳ đau luôn. Xoáy e cực đau luôn nha anh em. À mà khinh thường gọi là Garen tốc đánh thì hãy xem lại nha. Mọn đói. Không phải nhận vừa đâu. Giọng quá cũng cực kỳ nhanh luôn. Anh em thấy không? Cái e của mình nó xoáy mất nhanh luôn. Mình thề với anh em cứ để ở đây, cái e của mình nó xoáy cực kỳ nhanh luôn. Cơ hội không tự đến mà chúng ta phải tự đi tìm thôi. Cũng giống như mạng vậy. Mạng nó không có tự cúng tới mặt mình đâu anh em à. Phải tự đi tìm cơ hội thôi. Có mất cho nên mình ta. Mất tàn hình này, mất tàn hình này, mất tàn hình này. Ôi rồi. Cái nào dễ chứ thì ăn thôi. Một chuối nè. Ồ, không hỗn sợ được luôn nha. Ở đây. Không rượu sa cô nha anh em ơi. Mày. Ôi sa cô nhanh nhanh tính tình hình chơi mình ở đây mà. Mình quy cái cầm lặng cái R u đầu được chưa? Chút giảm hồi máu nha. Tại vì team nó có hồi máu khá là nhiều. Từ Zone nè, từ Yesu nè, từ Nili nè, Singel nè. Nói chung là team nó 5 đứa thì hầu hết là đều có hồi máu cả. Nên là cái giảm hồi máu này để ngăn ngừa nó. Mặt kèo nè anh em ơi. Đấy, quy e phát chết luôn mà. Ký gì được có hỗ trợ đó. Ê, câu chuyện nó bay qua nha. Lý Sinh đứng canh đi, đứng canh. Ủa, chơi chúng kìa. Ôi, sợ khó chịu quá ta. Có khi nào nó giết mình luôn không ta? Ôi, gì mà cũng giết được thằng F-Rew à. Wow. Sao cô mặt nạ đốt đâu đó nhờ. Đùa. Kệ của mình giờ nó thấy như trong chống tre luôn. Xoáy mất lực luôn. Super nhanh luôn đây mà. Nó xoáy super nhanh luôn. Một phút mà lộn mà một giây là chắc phải cũng gọi là được mấy chục vòng đó. Ok. Xuống nè, mình Garen full đam mà. Mình xin nha, ruột này luôn. Còn tốc biến em ơi. Tốc biến rồi nha, từ 5 giây, 4 giây, 3 giây. Chết nó đó. Cầm lặng nè. What cái đấy anh em thấy không? 1 win 1 e là chắc chắn là có mạng luôn. Nếu như mà anh em gặp thằng nào trâu quá thì anh em có thể lên rìu đen nha. Tại vì rìu đen á, khi mà anh em xoáy e á là nó cũng tích nội tại nha. Nên thật sự là thằng nào trâu cứ lên rìu đen là hết dép của nó luôn. Trâu cỡ nào cũng 1 win 1 e là cũng đi thôi anh em à. Nhà bộ đồ ơi, coi cái này là hút máu với lại là tốc đánh nè. Cái này hit down, nếu như anh chưa biết thì nếu như mà mình không tham gia combat hoặc là tham gia combat trong vòng vài giây đầu á, nó sẽ cung cấp cho mình một lượng tốc đánh rất là nhiều. Thứ nhất là đi phan quái, đi đại quái nè là rất là lợi thế nè. Thứ hai là khi anh em vào combat á, trong vài giây đầu á, anh em sẽ được hưởng rất là nhiều tốc đánh. Rất là phê. Ok. Ơ
gắn kết nó chịu đấy. Lần này lần này lần này lần ấy nghe xô này ấy ông tha biết được nào mà lòng xin chị em muốn chơi mình anh em ơi, nó muốn chơi mình anh em ơi. Ơ cái thằng Sako này ấy độc vô này bay lôi nhưng mà không bay về được, có đường đi mà không được mà không có đường lùi rồi. Wow có lốc nguy hiểm hết lốc rồi nha con lợn này. Như nào né nè ấy ạ. được chưa nhảy múa với chúng tôi. Ok luôn, giờ có hit down rồi, có thêm cái gương mô danh như này nữa thì vừa xoáy vừa hồi máu như này tên bạn sao chơi đây, với lại là mình mang các bản chinh phục với em ơi, giờ nó hồi phục thì thôi rồi luôn. Tên bạn thì 4 thằng hồi máu nên mình đã lên cái giảm hồi máu rồi nè, khắc chế tên bạn liền, rest sắp hồi rồi, thôi về nhà. Ấy đâu rồi a à, ha. Nó phải bấm đồng hồ cái kia mọi, nó phải bấm tại vì lúc mà ở tàng hình đó là mình vẫn đang sói e, vẫn đang sói e nha, nên nó sợ đụng nó đồng hồ cái. Anh xét ủa đồng đấy, ủa 4 thằng ở đây mọi, mình cứ nên vô cúng ta, mình cũng đâu có mạnh lắm đâu. Mình vô 4 thằng là mình chết chắc luôn á. Ơi có tay mình lên rồi nè. 1-1 thì được anh em ơi. Ấy á. Ấy á. Ok. Tôi muốn về nhà mua đồ từ nãy đến giờ rồi mà thực sự là không về được luôn á. Đây, lên cái này nó sẽ cung cấp cho anh em vừa gọi là giảm hồi máu với lại là cho anh em thêm một chút chí mạng nữa nè. Hiện tại là 4% rồi nè. Tính ra là cực kỳ nhiều luôn đó. Đây. Rinh mày. Hãy. Ấy ạ. Ok. Ôi. Anh em thấy mình chọt không? 2.5 tốc đánh. Giờ chọt thường nó cũng chết nữa chứ nói gì anh em. Giờ đem quay xong rồi chọt thường nó cũng chết nữa. Vãi thiệt chứ. Ôi. Trời ơi, chọt thường mất nhanh luôn. Với lại là khi mà em lên tốc đánh như này á thì cái E của em á nó xoáy càng ngày là càng nhanh nha. Thôi về đi em ơi, từ bỏ trụ. Mình đang hiện có là 2.5 tốc đánh nha, là full luôn đó. Full luôn đó nha, canh chút nha. Nó ra là u đầu liền nè. Úc có mắt ở bên đây hả ta? Nó lóc qua kìa. Xin giao data. À đây. Qua đây, không biết. Ui. Tên nó mạnh như vậy. Sao cứu đây? Anh em chơi băng trụ gì ai cứu nổi? Lộn luôn á. Trời ơi, kinh khủng chưa? Anh em thấy cái rank tóc đánh chưa? Như thế nào? Đánh nhanh đừng ngỏi luôn. Con lợn Sako này nha, tay mà cầm lặng được ngoài rồi chết ngay luôn rồi nha. Cầm lặng cái là khóc luôn, cái chơi gì nữa, khỏi tầng hình luôn, khỏi làm được cái gì luôn. Trời ơi, xoáy en phát từ nửa cây lên gần đầy cây máu. Ok không anh em, mình bán cái gương vô danh để mình lên cái đao tím nha, tại vì mình cái đao tím này nó lợi hại hơn á. Tìm bạn ngân đi lại Sako nó phép hơi bị nhiều. mày nè. Ok cho tiếp bạn đếp nghe nha, có tele tiếp tục cuộc vui nào anh em. Đây rồi mày, nãy giết tao nè, nào nữa.
Tony nè, nãy giết tao này. Như nào, nào nó đi ly đúng không? Nãy giết mình luôn đúng không anh em ơi? Sako nè, Sako nè. Ồ, ồ, châu đấy, châu đấy. Mình xin lên tăng giúp mình đi. Mình giấy lắm bạn ơi. Lướt nè, lướt nè, lướt nè. Lướt nè, lướt là ghét luôn á. Học quà. Cô khó chịu nhờ. Đâu rồi? À, nó xuống lưng mình nè anh em. What? Con lợn này nha. Ở tầng hình rồi, nó đâu rồi. Hắt cái nào nó coi. Nó tầng hình đi đâu luôn rồi anh em ơi. Lại xuống lưng mình nè. Bỏ đi anh em ơi, nó khó giết quá. Úi xoài. Ú đầu liền. Xoáy đâu tóc biến luôn kìa. Hết quy rồi đúng không? Mày hết quy rồi đúng không? Là một két cái tao nè. Ây da. Mày. Con lợn sẽ cô rồi nha. Bố đó. Quốc nhện red nè. Thấy rồi nha, thấy rồi nha. Tên mình đang ăn Baron anh em à. Mình là người bảo kê. Đó, nào vô là mình quốc luôn. Này đúng không? Đứng cạnh cũng quốc luôn nha. Này thì. Ở đây nó hào lại lướt rồi. Lướt này. Mình đã bán bớt cái món ma vũ đi nha anh em ơi, tại vì mình phút tốc đánh rồi. Mình lên cái rìu bắn xà nè. Xoáy lan, đam nó vừa to, nó vừa lan, nó vừa mạnh như thế này, với lại có hút máu nữa. Mạnh như này, sao mà không lên đúng không? Sao mà không lên anh em ơi. Xoáy mà còn được sát thương lan, và lại là hồi máu với cái rìu bản xà này thì ngại gì mà không lên, với lại là mình full tốc đánh nữa. Bắn cái ma vũ. Có rồi nè. Ủa, hay. Ủa, what? Rồi không có đem người em. Nhưng mà xoáy thì có đem đó. Wow, mình rồi ngồi tầm của con sinh viên nó không có cái đem luôn kìa. Ảo thật sự á. Từ bữa chủ gió, ăn nốt. Ủa, đây nè. Ăn nốt anh em ơi. Ăn nốt rồi mời một mạng nữa. Cho tôi xin một mạng nữa. Đủ 40 mạng nào. Hãy. Nice. 40 mạng. Lên 41 nè. Lên 41 nè. Thằng mẹ nè mời có R nè. Có một combo là chết đó. Bị ké rồi. Thôi quên luôn. Ok, tất cả nó nha. Tạm biệt em. Hẹn gặp lại sau nha. Hãy chắc là nhớ like và share một mình nha. Bye bye.